Hai chào các bạn, mình là Tâm Trẻ đây các bạn ơi. Rất vui được gặp lại mọi người nha. Rồi, nay mình mời cho các bạn tham quan những chỗ trong gầy Tâm Trẻ để đổ san lấp mặt bằng đang làm chỗ để quay phim đó các bạn. Phim trường mini của Tâm Trẻ. Cho các bạn cùng xem, khoe các bạn chút xíu nha. Đây các bạn ơi, có bốn chú ra dịch trời nè. Không gà, bởi vì không gà không là video cho các bạn xem đó. Bốn chú vịt trời đây các bạn, bốn chú vịt trời nhốt đây nè, để ngoài ông quậy quá vậy à, rồi bên này khuya giờ tôi về tôi làm hơi hơi về đây rồi sẵn là mua tô bún bò Huế review cho các bạn cùng xem chơi cho nó vui. Ở chỗ này mình làm phim trường, các bạn trồng cây xanh trồng cây ăn trái rồi mốt mát rồi mình quay rồi mình review những món ăn độc lạ cho các bạn xem nha. Cặp 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 đó là chỗ ăn các bạn ơi. Này con mình một tự xử luôn nha các bạn, nói sao trời ơi ông trẻ quay phim kỳ vậy, con mình một mà tự xử rồi các bạn nha, bạn thông cảm giùm nha. Bộ tàu bún riêu, em quên tàu bún bò Huế các bạn, khổng lồ luôn. Bạn thấy tàu bún bò Huế khổng lồ không? 30.000 thôi nha các bạn, tàu bún bò Huế có 30.000 thôi các bạn. Nè, nói chung ở chỗ chè bán rẻ, bán gì cũng rẻ. Ở ngoài thì bán hơi mắc chút xíu rồi, trong xóm thì bán rẻ, mình mua trong xóm có 30.000 thôi. Ủa? Sao bị gì rồi? À, sao bị gì rồi? Nó có 30 ngàn thôi các bạn. Đây, tôi có tương đen nữa nè các bạn. Bún mùa Huế. Ta bán 20, lại mua 30. Ôi thật là bao la, chỗ này bán đầy rẻ lắm các bạn, thật bao la luôn, thao luôn trong tôi. Cái này của bé Hưởng ngoài bữa review thế này, cái tàu ăn bánh canh đó các bạn, ăn 100.000 bánh canh đó à, chỗ này đây rất ngon nha các bạn à, thật nhiều lắm. Thật là bao la bò và tất cả mọi người nha. Đó, ngon, chỗ này nó ngon, ngon mà rẻ các bạn. Bao 20 anh, kêu 30 luôn. Review cho đẹp, hết không hết không sao, chơi miền thao luôn các bạn. Đi ra chỗ làm, nó đi ra chỗ làm hai mấy gần 3 giờ rồi, tới khoảng làm tới giờ này 6 giờ, đói lắm mà. Nay bán thịt cũng hơi nhiều quá, cái cây gimbal mà lát chút các bạn thông cảm nha, có mình thôi tự xử. Ừ, bò này các bạn bán sau lưng mặt trận Tổ quốc tỉnh đó các bạn, vô ngay chỗ cầu Tân Hữu Thủy Nguyên Huệ nè, cho chạy tới cầu Tân Hữu ha, cái quẹo vô tay phải, quẹo vô cái chợ, à, chỗ em Hường bán, tô 30 ngàn, em Hường bán 20 thôi, mà tại anh chị kêu 30 nha các bạn, thịt bao la, ừ. Quá cái thịt.
thịt nữa này, mọi người nhiều lắm, bò. Ra chỗ này quay phim đi, tỉnh các bạn. Giờ này cô Trâm á, còn ngủ. Trâm còn ngủ quay nhà. Như cameraman với mẹ cameraman cũng còn ngủ. Chè về quay phim đây, bà đâu có biết, cô Trâm cũng không biết nữa. Biết là chạy ra rồi. Thật nhiều lắm các bạn ơi. Không không. Bò mềm. Súp sáng còn hơi lạc chút nhưng mà thôi chạy, bạn thấy thật không? Yeah, kêu trời ở trong đây có muỗng, em thường để muỗng sẵn rồi mình còn lấy muỗng nữa các bạn. Em thường là đem sẵn muỗng luôn. Tô này là lên ký rồi các bạn. Biết sao lên ký không? Tại vì nó hơn ký mà. Ăn vô hết thì nó phải lên ký. Mượn bán rẻ. Ngon, thịt nhiều. Thịt cũng mềm. Bạn thèm bây giờ 8-9 miếng. Mấy dịch trời mua về nhậu đó, ông Tấn mua về nhậu bây giờ không nhậu luôn, hay tội nghiệp quá, nhậu gì rồi, để cho nó sống luôn các bạn, mua thêm 2 con máy cho nó nữa đó, cho nó có đôi các bạn. Để chỗ này yên tĩnh các bạn, chỗ tấm chè mới mua nè, để trồng cây rồi làm phim trường quay cho các bạn cùng xem. Yên tĩnh, im ru luôn các bạn. Bán nhiều ghẻ quá. Ngon mấy, thật không? Thật dễ mặn. Bán 20.000 một tô hơn các bạn. 20 thôi. 200 triệu mua 3 tô á, mua 30 á, với 20. Quá nhiều thật. Nó chơi cái tô các bạn. Đó, chơi cái thao luôn. Các bạn còn bún dưới nước không à, thật thật giờ bơm luôn. Nóng quá các bạn ơi, sáng sớm trời nóng quá, và trời ơi bức, qua chuyển mưa mà không mưa các bạn. Hôm nay thứ sáu rồi, đây đây hết đây, thứ năm, thứ năm các bạn, thứ năm 28 đây, thứ năm 28 đây, thứ năm em hưởng nấu gì mà quá trời còn này các bạn, bún cũng còn, nước cũng còn, quá trời nước, quá mà quá trời bún. Nên nấu trong chè là thánh, đâu phải thánh.
mắm đen, tương đen này ngon, bún quẩy có tương đen. Bún cũng còn. Rồi nó cho cú chim. No quá mọi người ơi. Hỏi no quá. Còn cá đóng. Còn đóng cho cú chim các bạn. Nhiều lắm. Uống cà phê luôn. Nãy em đem vô ly cà phê giùm luôn này các bạn. Đây mà tất cả mọi người thấy chấm lại cái gimbal các bạn. Chấm lại cái gimbal các bạn. Mà tất cả mọi người nhé. Chỗ trồng cây xanh này các bạn ha, còn nhỏ ha, mai mốt lớn. Rồi con mát các bạn. Quay YouTube giờ nào quay cũng được. Chung lọc phiên trường mini mà nghe các bạn nha. Wow. Rồi mời tất cả các bạn nha. Làm mấy cà phê nữa. Đủ sức. Nghỉ ngơi chút xíu đi làm các bạn. Em hồn làm nhiều quá. Các bạn có được dịp đi ngang ghé ăn rẻ lắm nha các bạn, sau lưng mặt trận Tổ quốc tỉnh các bạn nha, đường phía lên đường Nguyễn Huệ, sau lưng mặt trận Tổ quốc tỉnh. Bye bye các bạn nha, hẹn video lần sau nha các bạn. Bye bye.